Phát biểu tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát trở lại, nên lượng khách hủy tour lên đến 95-100% cuối tháng 7 và tháng 8 năm 2020, là hai tháng cao điểm của du lịch nội địa. Do tâm lý e ngại, nên nhiều khách đã hủy cả những tour đến những nơi chưa có dịch. Đồng thời để phòng chống dịch bệnh, nhiều địa phương cũng đã cho đóng cửa các điểm tham quan, khu du lịch, tạm dừng các dịch vụ vui chơi giải trí nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, người dân. Các hãng hàng không, các doanh nghiệp, khách sạn, các nhà đầu tư dịch vụ du lịch, lữ hành chưa kịp hồi phục thì lại phải tiếp tục đối mặt với thử thách lớn. Do đó, trong hội nghị trực tuyến này, các địa phương, đơn vị tập trung bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt cho các doanh nghiệp trong việc hoãn, đổi, hoàn, hủy vé máy bay và các dịch vụ du lịch liên quan khác trên tinh thần hợp tác, cùng chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp và khách du lịch, đồng thời thảo luận một số phương án ứng phó, khôi phục ngành du lịch trong thời gian tới. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi tổ chức cái hội nghị ngày hôm nay để với mục đích là tạo ra một cái diễn đàn, một cái nơi để tất cả các bên liên quan trong lĩnh vực du lịch gặp gỡ, trao đổi và để trên cơ sở đó thì có những cái hỗ trợ, hợp tác và cùng chia sẻ các cái khó khăn lẫn nhau để làm sao giúp vượt qua được cái giai đoạn hết sức khó khăn này. Và chúng tôi cũng rất mong là bên cạnh cái việc mà các cái doanh nghiệp ngồi lại với nhau và có những cái giải pháp khả thi để mà hợp tác, hỗ trợ với nhau, chia sẻ khó khăn, thì chúng tôi cũng rất là mong muốn và kêu gọi khách du lịch cũng trì hoãn việc hoãn hủy các cái tour của mình, hoặc là chọn một cái hình thức nào đó không phải hoãn bằng tiền mà có thể lùi thời gian để đi du lịch vào thời điểm thích hợp. Cái điều đó nó cũng sẽ góp phần làm cho các cái doanh nghiệp du lịch hiện nay nó giảm bớt đi được gánh nặng. Chúng tôi rất mong muốn được chính phủ và các cái cơ quan chức năng liên quan có cái quan tâm tháo gỡ những khó khăn cho tiếp tục tháo gỡ những khó khăn cho chúng tôi. Đầu tiên là cái việc là hoãn nộp bảo hiểm xã hội, tại vì bây giờ thực sự là rất là khó khăn. Cái vấn đề thứ hai là cái việc thuế. Đấy, cái thuế và cái giảm 50% VAT cho hệ thống khách sạn Việt Nam, cũng như là cái giá thuê đất hiện nay và cái việc mà các nhà đầu tư, các khách sạn lớn người ta bỏ ra một cái vốn đầu tư rất lớn thì bây giờ các ngân hàng thứ nhất là có chính sách giảm cái lãi vay, thứ hai là tiếp tục cho hoãn trả cái lãi vay trong cái thời điểm khó khăn này để tạo cái thuận lợi cho các cái khách sạn hoạt động. Cũng tại hội nghị này, các đơn vị cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp du lịch cũng đã chia sẻ những cách làm để vượt qua giai đoạn khó khăn này, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng như cần xây dựng sớm các quy trình kích cầu lần hai với quy mô quốc gia, nghiên cứu các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp du lịch, đồng thời triển khai chương trình quảng bá Việt Nam, điểm đến an toàn.